mua ấy nhỉ? Đội mũ à? Đẹp quá, đẹp quá. Đây là mặt tròn nhất này. Thấy các em bắt đầu đội mũ. Chụp ảnh cho ba. Xinh quá. Cái này không biết nam hay nữ gì à? Đội ngũ này nam hay nữ? Kết thơm quá. Nhưng mà kết thơm nhỉ. Bà một cái mía bà. Bà thì sáng lên cho một cái nhanh tre của cháu. Bà dịch sang bên kia. Bà dịch vào trong kia một cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba không mới mày ai cũng học á. Bây giờ bấm bấm okay hả cô chú? Bà quay quay xong rồi. Cái này là có tiếng hay gì nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hào chiêu ca luôn chiêu bà sinh lại thằng chân ba đệ Bắt
xuống rồi chạy quay. Chị Hà đi đâu đấy? Chị Hà làm gì đấy? Thầy vừa dẫm vào lửa, không kịp chạy ra quay. Không kịp ra một máy trong kia rồi. Áo ăn hàng này hết rồi. Nào chấp. Nào thu. Kéo nó xuống rồi đấy. Tướng ngồi ở đây. Trâm bên. Dương dương dương. Đấy là phụ nữ đấy. Trâm là từ đâu tiến đâu. Ra. Ra đây là đại lý là chữ lý đây. Đại lý. 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 Trâm bên. Trâm hương. Trâm bên cho nhà tướng. Cái chuẩn bị ăn mồ ấy. Nó tắm màu con à phù lưu mày giữ chợ tem phù lưu mà nó tắm mèo 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 không đâu chơi mặt cá nè từ từ này ông nặng những con này nhất chạy rồi chạy đâu mà chạy nặng này ông cả ăn luôn chạy nặng chạy nặng chạy nặng ông 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 miền nào làm nè con luôn bỏ luôn tay bán nhưng mà ba má biết trả nằm bóng không tướng là phụ nữ có thân không lên cho mình chân
nước, lấy một chén nước, lấy cho một chén nước. Nào, Thiên Thúy. Nào, Thiên Thúy, kính mắt ăn. Tôi cũng là sao 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 cũng
lục liêu bay bay xuống lại như này con này con mấy con này con thế này gì này gì việc thắt tàu đi về chỗ địa chỉ mình ít lục xin bách bái không hòa tàu cùng lục hiệu xin bái bái không được bằng hòa tàu chi tàu đất tam vàng khánh phụ cái gì ở lắc lắc cái gì để chỉ mình lục hiệu 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 sức khỏe đẹp ngày được sang chùa công đức cây xin thắng đi nơi tình hoàn tay cánh bằng bảy tay nhân thân hoa liên cổ phát lợi ngang chân nhưng cả bản nông dân chờ thông đi giả công đi chân giả ở la dần cái bếp tổ văn hết ra từ thấy quân hà thật mẹ tên là lục hiệu nguyên gia chú ơ la ơ la ơ la ơ la ơ la ơ sắc kiếp vượt đấy, cúng cây là ta sẽ kiếp cái này pi mà, con này mắc đấy. Mây đúc đồng cây đồng đông cây thanh đông còn non còn còn mây, con chỉ bị thơ, văn cây thương cùng mà to, văn mà chưa đúc cây ba mà son, cúng cất đường cha chưa đường tường, học nhà tướng học sáng sủa thông minh. Đồ dưới đất động tứ phương cứ nào đất quay giá cứ đập ngay ngày kinh là lung thu bạch na lung công vui như này hay lắm thầy phật ra lên công thần dày ở nhà tướng há quạt ban binh chiếc đất ban binh quân há ban binh quân cứ nào cứ sinh đồ dưới tứ phương cứ nào đất nam cứ như đất nữ sao lại khóc thế? Các khen khóc hết rồi.
ก็แข่งเขาผู้คิดก็มึงจะหนักนะก็ก้อนเงินก้อนจงยาดูเอ้ยบอกเลยเอ้ยข้าจะเอาเงินมาพกไม่กี่หลักมาพกไว้ไปตั้งไปทำคิดตัวเนี่ยหนักมันต้องมันต้องจะเก็บไม่ต้องมาสายคิดตัวเลยคนเล็กเลยก้อนไม่ต้องทำเหลืองเขาไว้ก้อนเงินไปแล้วก้อนเงินใจเงินเอาไปหลุดห้างเจอเอาไปกันเลยเลยหญิงก็เหมือนรักกันบ้านดูหัวใจเขาบาลีมั้งไม่ต้องไปกันดูมั้งไปดูตรงกันนะต้องเหยียบใจอ่ะปวดตังค์ต้องต้องบอกว่าต้องเลยแม่ก็ว่าขอให้หนูไปร้องเพลงด้านหน้าYeah.
chưa đến lượt. TV thì sẽ xem đầy đủ từ đầu đến cuối lễ. Chiều mang tiếng nhau đi khi bóng ngã xì tàn. Hoàng hôn tim đêm đây, màu tím xanh trong hồn tôi, có ai trong mình? Hoàng đang sinh lập nha các bạn nhé, Hoàng đang sinh lập nha.
từ Lạng Sơn về trong miền Nam Tây Nguyên. Đây là tướng, tướng là phát lộc cho các con hương này, các con cháu ở trong gia đình. Chia lọc đây, chia lọc đây. Các bạn đang xem tướng, lúc nãy là nghi lễ đón tướng, bây giờ tướng đã về rồi và đăng nhập vào then ngọc. Tướng đang phát lộc cho các con hương, các cháu, các con cháu ở trong nhà, đang dặn dò mọi người phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn này, rồi là chăm chỉ làm việc này, rồi là sống có đạo đức thì sẽ luôn gặp điều may mắn. Đây tướng đang phát lộc và phát tiền cho mọi người đây. Tướng sẽ phát lộc một lúc nữa, nhưng mà video này sẽ tạm dừng tại đây các bạn nhé. Để lát nữa chúng ta sẽ chờ đón xem những cái nghi lễ khác của lễ lẩu then của Than Ngọc. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye. Chim én về xuống sao ta thấy mình còn có nhiều. Chim én về xuống sao ta thấy đời còn có nhiều. Rồi sau khi dòng tố sẽ vượt qua, trời đêm và sáng xa xa. Thực ra là Sinh đang muốn quay nữa, nhưng bây giờ Sinh cũng phải xuống xin lễ đấy các bạn. Cho nên là video sẽ dừng nhé. Khi nào mọi người lấy lễ xong, Sinh sẽ xuống xin lễ, xin lọc chứ. Được lộc và sướng rồi cười à? Bạn Cường được lộc và sướng rồi cười phải không? Chị ơi, lấy được lộc và sướng cười phải không? Bạn Cường là cháu của bà Thêm nhé các bạn nhé. Ở trong Đắk Nông ấy, Tây Nguyên ấy, chuyên trồng cà phê. Các con cháu đang xếp hàng đến như này, cũng còn nhiều lắm. Các cô cháu này lạ quá nhỉ. Hai, ba, hai. Ba, hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con cháu xin lộc tới tốc. Thôi quay một lát nữa để các bạn xem. Thôi bây giờ xin sẽ xuống xin lộc để xin thầy ban xin tướng ban cho nhiều may mắn để quay được nhiều video clip cho lên YouTube thật hay các bạn nhá. Xin tạm biệt các bạn. Bye bye. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video hay nữa nhá. Xin tạm biệt các bạn. Xin chào tạm biệt thì nó. Tặng cái đàn tính à? Tặng cái đàn tính. Đâu? Ngồi, 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 nướng bếp vào đây. Được chưa? Ngồi vào đây. Con trai vào đây. Chị anh em cứ